Chào các anh em đang xem miền Tây Sula ha. Bữa nay là tối ngày chủ nhật ngày 19 tháng 6 2022 anh em. Mình tiếp tục lại lên đèn ha. Thì hồi sáng giờ gói được mười mấy cục rồi. Sáng ngày mai đi gửi sớm cho các anh em vào sáng thứ hai ha. Chủ nhật thì bưu điện nó không có mở cửa cho nên gói ở đó chứ không có gửi được. Thì hồi nãy cách đèn tiếng đồng hồ thì mình nhận được cuộc điện thoại của chú Sơn ở Đầm Dơi Cà Mau ha. Thì ngày 16 tháng 6 2022 mình có gửi cho chú hai cái UFO 1000W để chú xài thử. Gọi là xài thử nha anh em. Chú là đại gia tôm ha. Chú có rất là nhiều hecta tôm. Và nhu cầu lắp cái này để thắp sáng mấy cái vuông tôm của chú là rất là nhiều, chú cần mấy chục cái vậy nè. Nhưng mà mua đồ thì ai cũng cẩn thận anh em. Mua trước hai cái về. Và hồi chiều này mình nghe điện thoại của chú là mình biết hồi chiều này chú đang lắp. Và chú hỏi mình về cách lắp cũng như là cách vận hành cái đèn. Hai cái đèn ha, chú thử hai cái đèn. Và sau khi thử một thời gian thì chú cảm thấy ok. Tuy là mới chiều giờ thôi, mới thấy độ sáng thôi chứ chưa có test cái sạc của nó, vì tấm pin sạc vô đèn như thế nào rồi ha. Chú chưa có, tại vì chiều giờ đâu có nắng nhiều anh em. Chỉ chú thấy độ sáng thôi. Và chú hài lòng nha, rất là hài lòng. Chú kêu mình gửi xuống 10 cái nữa, 10 cái này nè anh em. Bàn của mình không có chỗ để cho nên mình gói trước 5 cái này. Rồi lát nữa mình sẽ gói thêm 5 cái nữa, 10 cái ha. Gửi cho chú Sơn ở ấp Hiệp Hải, xã Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Thì chú lấy 10 cái nữa ha, 10 cái với 2 cái, hổm lấy là 12 cái. Thì chú có nhắn là 10 cái này là chỉ là 10 cái thôi. Sao lấy xong 10 cái này nếu mà còn cảm thấy mà ok là chú còn có nhu cầu mấy chục cái nữa lần mọi người. Tại vì cái vuông tôm của chú rất là rộng ha, mấy chục cái UFO này nè anh em. Kèm thêm một mớ, tại vì UFO này thì chúng ta gắn ở trong vuông tôm. Tại vì ánh sáng nó phủ bốn phía nha. Anh em thấy cái đèn là biết ánh sáng phủ bốn phía rồi phải không? Cho nên ta gắn ở trong vuông tôm. Còn ở bìa thì sao? Ở cái hàng rào vuông tôm thì sao? Hàng rào vuông tôm không lẽ gắn cái này luôn, gắn cái này thành ra nó ve ánh sáng ra cho cái vuông tôm của người khác hoặc là bờ sông hay gì thì nó không tốt. Cho nên là bỏ hàng rào thì chúng ta nghiên cứu ta gắn cái bàn chải nha anh em. Và mình cũng gửi cho chú ba lò bàn chải. Bàn chải mà mình ưng ý nhất trên kênh mình là JD369, JDE603 và JDE63 Neo. Gửi video chú tham khảo. Thì tham khảo thì không phải tham khảo trong vòng 5-10 phút là có ngay kết quả anh em. Chú chắc tối nằm xem ha. Rồi ngày mai mốt gì đó chú có kết quả chú nhắn lại mình gửi bàn chải tiếp theo. Còn cái lô lần này mình gửi chú thêm 10 cái UFO 1000 nữa. Chú có nói là 10 cái này là phải giống như hai cái trước. Và nó ok giống như hai cái trước thì mốt chú còn lấy nhiều nữa, tại vuông tôm chú rộng. Hiển nhiên là nó phải giống hai cái trước rồi anh em. Bây giờ 100 cái nữa nó vẫn giống y chang nhau luôn anh em. Chứ không có cái gì mà khác nhau, hay là hai cái mẫu thì xịn cùng mấy cái đại trà thì nó dởm, không có đâu. Cái nào như nhau anh em, 100 cái như một nha. Cho nên anh em cứ gọi là an tâm ha. Cái này mình lấy nguyên lô ở bên Trung Quốc, nó gửi qua của hãng Xinjiang đàng hoàng nha. Bảo hành 2 năm chính hãng, nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Đó thì nó y gan nhau hết, không có bao giờ mà bậy bạ đâu anh em. Không bao giờ là tự mình đạp bỏ cái uy tín của mình đâu. Anh em thấy là cái nguồn gốc xuất xứ nó dán ở trên cái thùng này, thấy không? Nhưng mà khui thùng ra ta buộc phải xé ra cho nên nó bị rách ra. Dán lại cho anh em nè, nguồn gốc xuất xứ này, thấy không? Hàng JD Xinjiang nha anh em. UFO 1000W nha. Hôm nay mình bán ngày lai rai 4-5 cái 1000W này hoài gì, thấy không? Nhưng mà bữa nay thì nhiều, bữa nay mình gửi cỡ 20 cái luôn mọi người. Hồi sáng giờ mình gửi mới, rồi bây giờ mình gửi chú 10 cái nữa là rất là nhiều nha anh em. Anh em nào đam mê những cái UFO như thế này thì liên hệ mình ha. Nó rất là gọn nhẹ anh em. Nó chỉ có cái đèn thôi. Thì nhiều anh em hỏi mình là bây giờ có bán cái cần đèn không? Nghĩa là cái cần để em ta bắt vô cái trụ á. Thì theo mình nghiên cứu và mình nghiên cứu giá thị trường của cái cần đèn thì có bán cần đèn anh em. Nhưng mà cái cần đèn đó giá mình thấy khá đắt. Thì thay vì mình mua cái cần đèn như vậy á, thì anh em về nhà anh em chỉ cần đi ngang cái tiệm sắt á. Anh em ghé tiệm sắt anh em kêu nó hàng theo ý của anh em. Hàng như thế nào? Hàng theo kiểu chữ L mọi người. Chữ L ha, chắc chắn rồi ha. Đây mình vẽ cho anh em thấy nè. Chúng ta hàng chữ L như thế này nha. Anh em nhìn video nha. Hàng chữ L như thế này. Thì ở bên đây nè, anh em có thể hàng cái ống phi 60 rồi gắn cái đèn UFO của chúng ta lên đây nè. Đó. Ống phi 60 đây ha, lên đây rồi gắn UFO đây. Còn ở đây á thì anh em sẽ hàng một cái cây sắt vuông cũng được, hay là ống 60 cũng được. Rồi ở đây anh em chơi một cái bệ để anh em bắt ốc vít vô cái trụ điện của chúng ta, hoặc là bờ rào bờ tường gì đó. Thì anh em tưởng tượng đây như là bờ tường ha, hoặc là cái tường nhà của chúng ta, hay là cái trụ bê tông nhà của chúng ta đó. Anh em sẽ
kêu thằng thợ nó hạ cần đèn cho ông ta như thế này. Cái ống bên đây chỉ cần là ống 60 rồi gắn cái đèn lên ok. Tại vì cái lỗ này nè anh em, cái lỗ này là cái lỗ vừa với ống 60 nha. Lỗ này là vừa với ống 60 nè. Anh em chọt vô. Ống 7 hôm bữa có anh kia nói ống 72 cũng được, nó để lát mình đo lại. Rồi kéo cái thước ở trong. Là lại cái thùng đó coi, lại cái thùng đó lấy cái thước coi. Để đo coi cái phi của con này là nhiêu nha. Coi coi 60 hay 72 nha. Thì nó 60 72 đều được hết á, nhưng mà mình đo chắc ăn nha. Này. Nè 72 được nè anh em. Nè thấy không? 72 được nè. Với 72 thì anh em sẽ chặt hơn và siết ốc nó nhẹ nhàng. Con ốc này nè, con ốc bồ lon này nè, siết nó nhẹ nhàng. Siết nhanh cứng. Còn cái phi 60 á thì nó hơi lỏng lỏng, anh em siết hơi nhiều vòng hơn một chút. Nhưng mà 60 và 72 đều được hết nha anh em. Đó anh em, cái cận đèn này á thì mình nhắc lại là mình chưa bán, lý do là tại vì mình thấy giá nó còn mắc. Chừng nào mình kiếm được cái giá rẻ thì mình mới đem về bán nha. Cái cận đèn là cái thanh này nè. Đó thì anh em có thể chạy ngang cái tiệm sắt kêu nó hàng trong vòng một nốt nhạc à, mang về gắn nha anh em. Đó, vừa rẻ mà vừa tiện lợi nữa, khỏi cần mua anh mình. Cái cần đèn này nó bự, gửi bù điện nó cũng tốn tiền lắm nha mọi người. Tại vì nó hơi bị kình càng á, nó cồng kềnh nha anh em, cồng kềnh ha. Đó, cho nên là nó hơi khó khăn. Anh em về nhà tự thiết kế cũng được. Thì như chú nè. Chú á là vuông tôm của chú á, chú có rất là nhiều cái trụ bê tông vậy nè. Mình mới hướng dẫn chú là bây giờ từ ngay cái đầu trụ bê tông này chúng ta hàng một ống 60 lên. Hàng ống 60 lên rồi chúng ta bắt cái đèn ở trên đây ha. Theo cái kiểu là hàng ống 60 bắt đèn ở đây nha. Còn anh em muốn hàng theo kiểu như mình làm ở đây cũng được, tùy anh em nha. Đó thì đó là sự thiết kế của chúng ta thôi, mà mình nghĩ là anh em trai ở nhà thì ngồi 5 phút đồng hồ là có thể thiết kế được một cái ý, một cái mẫu sao cho ưng ý nha. Đó, mình giải đáp được các cái lời của anh em yêu cầu mấy ngày nay đó. Anh em hỏi mình về cần đèn nha. Thì mình nhắc lại là UFO này là UFO 1000W. Đó, tấm pin ở mặt dưới tấm pin là tấm pin 25W. Đây mình lật cho anh em xem. Tấm pin 25W nè. Khi lật lên thì cái đèn này đó, cái đèn sạc nó cháy đỏ ha. Nó gặp mặt trời thì cái đèn sạc nó sẽ đỏ lên nha anh em. Còn bình thường nó màu trắng nha. Tấm pin 25W nè. Bộ pin lưu trữ là 20. Bộ pin lưu trữ là 25 mAh ha. Pin lưu trữ là 25 mAh. Đó, có 988 con SMD5730 nha. Lúc trước mình báo 908 là sai nha anh em. Anh kia anh chỉnh lại là 988. Có anh mua về và ngồi đếm rồi á, 988 SMD5730 ha. Đó thì hồi chiều nè chú Sơn á, chú điện thoại mình, chú thắc mắc sao cái đèn gắn vô nó không cháy. Cuối cùng chú nghe mình nói là chú leo lên cái cột cao 6m để bấm cái nút này nè anh em. Đó thì mình nhắc với anh em á, là khi về lắp á, trước khi anh em mà đưa lên cái cột anh em bấm nút cái. Bấm nút này một cái thì cái remote này nè nó mới có tác dụng nha mọi người. Remote này nó mới có tác dụng ha. Rồi chúng ta muốn bấm gì bấm, ta muốn tắt đèn hay ta muốn bắt đèn hay ta muốn làm gì làm. Nhưng mà anh em chú ý là ban ngày á, anh em bấm mấy nút này nè thì cái đèn nó chỉ chớp lên cái thôi chứ nó không có cháy hoài luôn nha. Ban ngày á nha, nó gặp mặt trời thì cái tấm pin nó sạc thì cái đèn nó không cháy. Mình bấm mấy nút này nó chỉ chớp cho mình xem đặng test thôi. Còn ban đêm thì nó mới cháy nha anh em. Ở ban đêm thì nó mới cháy. Còn ban ngày mà anh em muốn nó cháy á, đèn á thì anh em sẽ lật cái mặt pin xuống giống như mình đang làm nè. Thì anh em bấm cái remote này nó cháy thoải mái. Hay là mặt pin xuống nó sẽ nghĩ là ban đêm cho nên nó cháy thoải mái ha. Mình bấm auto nè, đèn sáng nè. Mình bấm radar nè. Đó bấm radar ráng đứng chịu đựng nè. Ở đây mình thử hết tất cả các đèn luôn nha. Làm một lượt một nha anh em. Ở đây có 5 cái, 10 cái nhưng mà mình lấy ra trước 5 cái ha. Đó 5 cái đèn đang cháy sáng nè. Và mình bấm nút radar hết cho tất cả những cái đèn luôn. Rồi mình test chế độ radar luôn ha. Đó. Đó. Rồi. Ráng đứng im trong vòng khoảng 5 giây. Đó, coi coi tất cả các đèn chúng ta sụp xuống đó, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Còn cái cuối cùng bên kia sao chưa sụp xuống à? Vậy là nãy mình bấm nó chưa ăn nè, tại vì nó quay bên kia chưa ăn ha. Đó, mình di chuyển cái là nó sẽ phực sáng lên anh em. Hồi nãy không, nó radar nó xuống 50%, mình di chuyển cái nó phực sáng lên. Còn một cái đèn này chúng ta thử luôn mới được nha. Đó. Giờ đó cái đèn đối diện đó anh em. Rồi đứng im trong vòng vài giây thử coi nó có radar không nè. Mấy cái đèn này thì ok rồi. Đó. Nó vẫn lì ha. Đó nó xuống rồi đó anh em. Đó, nhiều khi ở xung quanh nó, ở gần nó có cái gì đó di chuyển mọi người. Ví dụ như cái gì đó di chuyển nó cảm nhận được cho nên nó không sụp xuống ha. Cho nên là chúng ta bấm lại ha. Thì anh em thấy với chế độ radar đó thì những cái đèn này nó sẽ cháy nguyên đêm cho anh em nha. Và nó nếu mà nó không radar mà nó auto á thì nó cháy khoảng tới 3 giờ sáng nó sẽ hết pin. Còn nó radar thì sáng đêm là chuyện rất là bình thường ha. Đó người ta thiết kế radar để cho nó tiết kiệm pin mà anh em. Đó thì tấm pin sạc của nó là 25W, bộ pin lưu trữ là 25 mAh.
Thì hồi chiều có ông anh kia, ông kêu mình mở cái đèn này ra xem coi pin bọng ở bên trong như thế nào. Thì mình báo với anh em là hồi đó giờ người mua mở nhiều chứ mình chưa mở. Và mình hứa với anh em rồi, 2 tuần nữa mình sẽ mở ra mình review. Tại lúc này mình chưa rảnh á, lúc mà tới hè rảnh mình mở ra review cho anh em nha. Còn anh đó anh yêu cầu thì mình chỉ báo được là cấu hình pin là 25 mAh thôi, chứ 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 mình không không mở được nha. Đúng ra là mình có thời gian nhiều thì mình sẽ mở, nhưng mà mình chưa chưa mấy ngày nay gói còn không kịp đâu, có đâu mà làm mấy công chuyện xung quanh đó anh em. Đó thì những cái đèn là như vậy đó anh em. Đó mình sẽ cắt video và mình test lại, mình thử lại từng cái một nha. Hồi nãy giờ thử vậy thôi chứ chưa có kỹ lắm. Trước khi đóng vô thùng rồi mình còn thử lại nữa nha. Bây giờ mình không thử trên video, lý do là thử vậy video dài quá anh em coi buồn ngủ. Đó bây giờ mình quay lại tổng quát 5 cái đèn nha. Chú lấy 10 cái nhưng mà ở đây mình đang gói 5 cái trước, lát gói 5 cái nữa nha. Đấy. UFO 1000 W nè, mình leo lên cao để cho anh em thấy cái chất lượng của UFO 1000 W nha anh em. 1.130.000, đáng đồng tiền lắm nha. Phí vận chuyển thì 7-80.000 một cái, nhưng mà anh em mua 5 cái như vậy nè, 10 cái như vậy nè thì phí vận chuyển nó sẽ rẻ lại khoảng 30-40.000 cái thôi à, chứ không có 70-80 đâu. Mua một cái thì phí vận chuyển mới mắc, chứ còn nhiều cái càng nhiều thì phí vận chuyển rẻ lại nha. Rồi, hàng ok chuẩn chỉ anh em an tâm nha. Đó, đẹp lắm nha anh em, sáng trưng luôn nha. À, ông chú của mình thì chiều ông lắp 2 cái rồi, ông cũng biết độ sáng rồi cho nên ông kêu mình gửi thêm 10 cái nữa ha. Cảm ơn chú Sơn rất là nhiều, chú Sơn ở Đầm Dơi Cà Mau ha, chủ trại tôm nha anh em. Rồi xin chào mọi người, anh em đam mê liên hệ Zalo 0766874311 nha. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.